Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với một cái video clip sàng của mình. Và mình là ai? Dĩ nhiên rồi, mình là Tô Mỡ đây. Mình không phải anh Khang, mình không phải là Khoa Legend, mình không phải là Trung Phạm. Và mình là Tô Mỡ đây, thì đây là channel của mình mà. Thì phải là mình là Tô Mỡ chứ đúng không? Nói sàng với anh em tí thôi. Thì ở trong cái video clip lần này của mình ý, thì như anh em có biết ý, cái định hướng channel của mình là sẽ làm cho anh em những cái video clip nó mang tính chất gọi là học hỏi và thảo luận về một cái nội dung chủ đề gì đó. Nhưng mà không, ở trong cái video clip này thì mình sẽ không làm cho anh em đau não bởi những gọi là cái kiến thức cao siêu do một người xàm như mình nói nữa. Thì bây giờ trong cái video clip này thì mình sẽ nói về một cái cách chơi của một cái vị tướng. Ở cái vị tướng này có cái cuộc đời lên voi xuống chó lắm anh em ạ. Thì trước nó đang ở cái cấp S cộng, anh em cứ tưởng tượng cái S cộng là cấp cao nhất ở trong Mobile Legends rồi. Nhưng mà có một thời gian nó xuống tận cấp hình như cấp A cho anh em ạ. Tại vì nó bị nerf đi mất cái hiệu ứng chiêu cuối. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó đã khỏe lại rồi và nó lại lên được cấp S cộng. Tuy nhiên cái chiêu cuối vẫn bị như thế, nó không được sửa lại. Nhưng mà vậy thì vì cái lý do gì mà cái con này lại khỏe được vậy? Trong khi cái bộ sự kim không bị chỉnh sửa quá nhiều. Thì ở trong cái video clip này mình sẽ giải thích cho anh em xem thông qua lối chơi của mình. À mà khoan anh em, từ từ. Ở chỗ này đang có đó là Châu và Baron. Mình đã sử dụng cái pháp trận thời không là ai à. Nhưng mà có thanh niên gọi là phụ nữ này móc lốp mình, đấy là thanh niên Guinevere. Nhảy vào đánh nhau thôi anh em. Ở đây có chim với cả đây con mèo này. Mèo với chim kết hợp chả lẽ sợ con người, đúng không? Chạy về ngay. Dĩ nhiên người chạy ở đây là chim với cả mèo là mình với cả thanh niên anh Khang rồi. Và ở trong cái video clip này lại một lần nữa mình sẽ chia sẻ với anh cái thanh niên này là thanh niên cá gì nữa mà lặn đi đâu được anh em. Dựng cái gọi là vụ nổ thời không ra này, xong rồi bắn nhẹ một cái này vọng. Trời ơi, cái khả năng kép của Tôm Mỡ nó đạt đến cái cảnh giới rồi anh em ạ. Gọi là không phải làm gì đâu, chỉ cần lướt lên bắn nhẹ cái thôi, mà trong khi cái sát thương của con hơ lên nó dồn mà nó nhiều vãi cả trường ra nhưng mình vẫn kép được. Hề Tôm Mỡ chẳng có tài năng gì cả anh em ạ, chỉ có tài năng kép thôi. Và đây mình sẽ làm cho anh em xem lại một cái pha. À mà khoan, thầy tôi chả hiểu sao đá tôi, thả cái phát đấy đá tôi xong rồi chạy đi còn hơn. Ông ấy đá tôi xong rồi còn quay lại ông ấy giật tôi làm gì không biết. Một đống cái sát thương đang chờ trước mặt ông đây, có ba thằng đây mà ông ấy vẫn gọi là đá tôi để thể hiện gọi là cái sự anh hùng của ông ấy. Nhưng mà anh hùng này hơi sai chỗ. Thì ở trong cái video clip này tôi sẽ để cái hướng dẫn cách chơi cùng với cả cái hướng lên trang bị và bảng ngọc ở trên màn hình cho anh em tham khảo. Tôi sẽ chỉ nói về cái cách chơi con này thôi. Và ở đây là đang có một cái vị tướng Guinevere. Lương tôi không nhìn rõ là lương gì, hình như không phải lương bằng quang cũng như là lương bích hữu thôi anh em ạ. Mà khoan, quay trở lại đối với gọi là pha hành thanh niên Carita này. Trời ơi, anh em thấy không, cái pha vừa xong ấy, tôi xuất sắc thì tôi đã không nói rồi, nhưng mà ấy xuất sắc không kém tôi, đó là thanh niên Kaya của anh Kha. Và ở trong cái tình huống này anh em lại được học thêm một cái gọi là cách khắc chế của một vị tướng, đó là cái con Kaya này có thể khắc chế con Carita rất là tốt. Dình khi mà con Carita nó gần lặn xuống nước ý, thì anh em kéo dây giật chó xách nó về thôi. Đó thì bây giờ thay vì đó là con chó thì con Carita là con cá, thì ở đây chim bắt cá, kiểu chim nó giật cá về. Đó thì thật ra con Kaya này nó khắc chế nhiều con anh em ạ. Nó khắc chế cả tôi ấy cơ. Bây giờ tôi nói thật với anh em, tôi dựng cái pháp trận thời không tôi lao lên, xong rồi con Kaya nó chó tôi, nó xích ở chỗ khác là thôi, coi như tôi phế. Nhưng mà không được anh em ạ, vì tôi đã nhờ Khang chơi cùng với tôi để gọi là cho chắc kèo, ăn chắc cái trận đấu này, để cho anh em xem đó là một cái người chơi kém như tôi chơi con Harith còn kinh khủng như vậy, tại sao anh em không dám tự tin để mua con Harith về chơi, đúng không? Lại một phát nữa gọi là làm hai la để giết cái con Carita này cho anh em xem này. Lặn đi đâu, lặn giết thanh niên Khang, tôi băng thẳng luôn này, dựng cái vụ nổ thời không ra nhưng mà chạy rồi, chạy mất dép rồi. Bình thường không có chân chạy nhanh thế, nhưng mà kiểu cứ bị đánh vào phát là kiểu mọc ra đâu bốn chân chạy như con gì. Ok, xuống dưới và chơi với cả thanh niên Châu tiếp nào. Và rõ ràng như anh em đang nhìn thấy đúng không, cái meta hiện tại của tựa game Mobile Legends ấy không cho phép chúng ta đi lẻ, mà chúng ta phải đi hai người với nhau, là một pháp sư đi với một hỗ trợ hoặc một xạ thủ đi với một tanker hỗ trợ đỡ đòn. Đó, như ở trong tình huống này thì tôi thích cái con chim này, tôi thích cái con cá lắm anh em ạ. Một phát vụ nổ thời không này, dựng cái chiêu cuối pháp trận thời không ra, lướt thẳng vào chuỗi bắt con Kimi. Bây giờ thì con Kimi nó yếu lắm rồi anh em ạ. Cái con Kimi nó bị nerf đi cái khả năng gây sát thương phép thuật đến từ cái chiêu 1. Và có lẽ là trong tình huống này tôi sẽ xin nhẹ con rùa. Dĩ nhiên rồi, mèo thích chơi với rùa mà. Còn cái ông xoay xoay kia thì nên để lại. Thanh niên Banmon này cũng chịu chung số phận thôi anh em ạ. Và tôi có lẽ là tôi lại két được rồi. Tôi chả hiểu tại sao tôi két được luôn anh em. Tôi chỉ lướt lên, tôi bấm bừa. Đó, anh em biết cái cách chơi con Harith này vào con mang của tôi như nào không? Tôi dựng cái vụ nổ thời không. À, tôi dựng cái pháp trận thời không ạ. Tôi lướt trên, lướt xuống, lướt trái, lướt phải, lướt xung quanh, lướt tứ tung. Rồi tôi cứ nhảy nhảy nút bắn thôi. Tôi không quan trọng cuộc đời là ai, tôi là đâu, đây là gì. Đấy, như trong cái tình huống này là thôi. Thế nên Carita còn chả kịp lặn xuống nước cơ.
Thế con chim này đúng là con chim bói cái anh em ạ. Ý tôi nói con chim là con cái á ấy. Kiểu nó lướt lên nó xích cổ con chim lại xong về nó nó lướt lên nó xích cổ con cá lại xong về nó nướng thui lên nó ăn. Cuộc đời rất là đơn giản. Một pha nhảy vào hơi liều đến từ vị trí của Lương Bích Hữu. Anh nhầm, đây là Lương Bình Phương. Tôi nhầm Lương Bình Phương. Tôi cũng nhầm nữa Lương Bảng Quang. Thanh Hiên Châu này cũng chạy nhanh quá. Chạy bằng hai chân nhưng mà cứ thấy bị truy đuổi là lại mọc thêm hai chân nữa thì chạy bằng bốn chân, nhanh thật đấy. Mà có lẽ là ở trong tình huống này tôi sẽ cố gắng để xem tôi có két được không. Và ơi, không có gì bất ngờ anh em ạ. Trong cái tình huống này thì anh em không có gì bất ngờ cả, tại vì nó là cái bản năng của tôi rồi. Bản năng két gọi là cái bản năng sinh tồn của tôi rồi. Cái cách chơi của tôi nó thuộc dạng gọi là không có gì cả, chỉ được cái két băng trụ ngay anh em. Ở đây trong tình huống này tôi sẽ thể hiện cho anh em đó cái sức mạnh của con Thorin này, băng trụ gọi là giết người với cái pháp trận thời không. Cùng với việc đủ đồ nó vô cùng dễ dàng anh em ạ. Nó chỉ cần lướt lên bắn cái này, xong dựng cái vụ nổ thời không ra này, xong lại lướt tiếp bắn cái này, xong dựng vụ nổ thời không ra này, xong lướt tiếp bắn cái. Cuộc đời nó đơn giản dễ dàng lắm. Và khổ thân con cá này rồi anh em. Con này con cá ấy, tôi tạm gọi là cái con cá nhanh, tại vì con Kadita này đọc nó dài 3 từ. Tôi đọc con cá cũng được, tại vì dẫu gì cũng là người dưới nước, cũng có họ hàng với nhà cá. Đó. Thì cái chim này toàn cá, chim với cả mèo thôi. Rõ ràng cá là cái cấp độ thấp nhất trong cái chuỗi thức ăn của cái ba con này rồi. Mèo thì ăn chim, chim thì ăn cá. Tôi nói chim bình thường, chim cảnh tôi không nói chim loại bà nhé, đúng không? Tôi cấp cao nhất là tôi là mèo này, trông tôi dễ thương này thôi, nhưng mà tôi hơi cục xúc đấy anh em ạ. Cho tôi nhường, tôi xin con bùa nhé. À tôi không biết cái thanh niên Carrie này có cho tôi con bùa không, nhưng mà thôi tôi cứ ăn. Nhiều khi người ta biết là, nhiều khi tôi biết là người ta sẽ nhường cho mình. Nó là cái tấm lòng của người ta rồi, và tôi sẵn sàng đón nhận cái tấm lòng đấy. Đây ví dụ như là cái con rùa này, tôi sẵn sàng đón nhận cái tấm lòng bùa rùa đến từ hai thành viên, đó là Hurley cùng với Carrie team mình. Yeah. Và tóm lại là không nhường cho tôi rồi. Ok không sao, kính trẻ trẻ để tuổi cho. Tôi là già rồi, tôi nhường con rùa đấy. Tôi không nhường con rùa, tại vì bản thân của tôi, tôi mở YouTube à em. Ở đây có rất nhiều khi mà mình chơi livestream anh em, có rất nhiều người hỏi mình là mình có phải là tôi mở YouTube thật không. Thì mình luôn luôn trả lời với những anh em đó là không, mình là tôi mở fake. Mình không phải là tôm mỡ hàng real Trung Quốc hay là tôm mỡ hàng Quảng Châu. Bởi vì từ từ khoan anh em, có một pha gọi là hổ báo đến từ vị trí của Guinevere, và tôi băng trụ để giết Carita luôn. Nhưng mà có vẻ như là tôi bắn cái chiêu thứ hai của cái sinh tồn thời không nó trượt, cho nên thanh niên Carita đã chạy được. Và lại theo cái vòng đời chuỗi thức ăn thôi, cái con chim Kaya lại ăn mất cái con cá đã Carita luôn rồi. À lúc nãy tôi đang nói dở với anh em về cái đó là tại sao tôi không nhận tôi là tôm mỡ hàng Quảng Châu hay là tôm mỡ hàng real Trung Quốc. Đó là đơn giản bởi vì khi mà tôi nhận xong ý thì ôi, toàn nhắm vào tôi để giết thôi. Thề trình độ chơi đã kém. Xong rồi toàn bị nhắm với giết thì chơi với cái gì? Chơi với cái gì? Đánh đấm cái gì? Bây giờ làm cái video clip cho anh em đã vất vả. Đó, chơi một trận tử tế còn vất vả hơn. Nhiều ông cứ chỉ cần trực chờ câu tôi bình ngày xưa ấy, là tôi sẽ nói là yo xin chào anh em, tôi là tô mỡ đây. Đó, nhưng mà bây giờ tôi không, tôi bảo là không, tôi fake. Thì khi mà nó tôi fake xong, thanh niên đấy nó sẽ có hai kiểu, bỏ qua tôi luôn. Cái thứ hai là thôi thay cho tôi đi đánh những cái thanh niên khác. Đó, và tôi lại được chơi gọi là một cách an bình, không ai hỏi thêm gì tôi nữa. Và hiện tại bây giờ tôi đã gọi là giết được 13 mạng chết không rồi. Kính ơn anh em, bây giờ tôi không cần con cá, à nhầm, tôi không cần con chim kia luôn. Tôi tự đi săn mình, giờ mèo tôi đã trưởng thành. Từ mèo nhà lên thành mèo thành tinh rồi, tôi thành con hổ rồi. Cho nên giờ gọi là tôi cứ chạy thế mà tung hoành thôi. Trời ơi, không phải đâu, anh Khang này cũng fake luôn. Ông Hero Black này, Hero Black đúng rồi. Ông đừng có gọi là nhìn vào những cái tên mà ông đoán ra đoán non, không phải nhá. Thì hy vọng rằng cái bạn Hero Black này sau khi xem xong cái video clip này ấy, thì bạn nghĩ rằng là bạn vừa mới mơ một giấc mơ, mà trong khi đó có tôi chơi Horit và Khang chơi con Kaya này thôi, chứ không có thật đâu. Cái trình thần thoại đỡ sao được đây. Không sao đâu anh em ạ, dù gì chơi với nhau cũng là một cái duyên rồi. Và dù tôi có giết bao nhiêu mạng đi chăng nữa, ôi một pha kéo rất là kinh. Đó, lại một bài học nữa dành cho anh em. Đó là sự đối đầu giữa Kaya với con Châu. Con Châu hoàn toàn có thể né được cái phán quyết thần thánh của con Kaya bằng một cái cách khá là khó, đó là lướt đi vào đúng cái thời điểm con Kaya tung ra cái phán quyết thần thánh. Cái đấy rất là khó, cho nên mình khuyên anh em là không nên học nhá, tại vì cái đấy hên xui thôi. Và dựng pháp trận thời không ở đây ra, bay liên tục đấy anh em, kéo kéo bắn bắn, kéo kéo bắn bắn, kéo kéo bắn bắn. Nhưng mà cái phát vừa xong là tôi không làm được cái ấy à. Đau, thanh niên giờ hơi like cái gì, anh hỏi chú like cái gì. Rõ ràng cái pha vừa xong là lại một sự may mắn đến từ phía cánh top, và tôi bay lại tôi trả sát thương ngay. Bắn một phát, dựng phát trận thời không ra và lướt bắn. Trời ơi, cái khả năng két nó ăn vào máu của tôi đấy anh em ạ. Hình như là trong cái bản thân tôi có một cái nội tại ẩn khi mà chơi với bất kỳ con tướng nào ấy, đấy là khả năng két nó tăng lên 69%. Đó, khi mà ở trong bất kỳ tình huống nào tôi vẫn có thể két được. Và ai à, thanh niên Khang kinh nha. Cũng gọi là vét máng vơ vét được một bạn của tôi, nhưng mà thôi không sao, chủ yếu giết cái thanh niên
bàn mòn, nhưng mà thôi đừng muốn tin vào tôi nhảy vào luôn này, tôi bắn ông này. Lực Bích Hữu ơi, chờ tôi, lướt thêm cái nữa. Nhưng mà thanh niên Khang lại ăn mạng rồi, thanh niên Khang thật thần thánh cả. Kính đấy cũng vét được khá là nhiều đấy. Và có lẽ là trận đấu đã phải tạm dừng ở đây rồi anh em ạ, bởi vì trận đấu đã kết thúc rồi. Và có lẽ rằng tôi lại còn vét thêm được một mạng nữa cơ, và tôi còn vét thêm được một mạng nữa cơ. Và với tỷ số 16-11, đây sẽ là một cái trận đấu vô cùng rõ ràng, một cái minh chứng rất rõ ràng để cho anh em thấy được rằng cái con Harit này đến bản thân tốt mỡ còn chơi được kinh khủng như vậy, tại sao em không mua về mà chơi. Nó rất là mạnh ở trong việc chơi solo, nó rất là mạnh ở trong việc đấu rank, nó rất là mạnh ở trong việc chơi theo team, và nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh ở trong việc chơi duo. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian gọi là bỏ ra 10 phút để xem cái video clip xàm xí đú này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye.